Vâng ạ, xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thọ Order Phòng nhá. Và ngày hôm nay thì em xin phép được tất cả anh em, em sẽ review cho anh em một cái mẫu bát 25 để về thay thế tất cả các cái dòng loa bát 25 mà các bác cảm thấy nó kém, hát không tốt hoặc tiếng nó không hay thôi nhá. Một dòng loa thì là em mua cho được của hàng thành hiệu của công ty Ma Răng thôi nhá. Hàng thành hiệu của công ty Ma Răng. Con này kháng trở 8 ohm. Công suất của nó là một chiếc bát này nó đạt tầm khoảng 300W một chiếc các bác nhá. 300W một chiếc. 500 kép các bác nhá, 500 kép. Đấy, chạm đít 7 màu này, 500 kép này. Các bác nhìn chưa? Hàng mới nhưng mà do dịch bệnh chúng nó không xuất khẩu được đi đấy. Em mua thành nghĩ là một số bát của nó có đầy đủ tem QC, quy mã vạch của viết. Và hôm nay thì em rất nhiều bác ngày trước đã mua được hàng của em rồi, nhưng mà một số bác cũng chưa được nghe chất âm thực tế của nó luôn. Thì ngay bây giờ em đấu cho các bác đây một sợi dây này để kiểm chứng này, em đang đấu các bác nhá. Đấy, một chiếc bát này và hai chiếc chép. Đấy, nghe như này thì nó mới các bác mới cảm thụ được. Đấy, và ở đây em đấu rất sơ sài các bác nhìn thấy, còn nó qua ekip, qua mọi thứ âm thanh lồng ghép thì nó sẽ không có thực tế các bác nhá. Thì ngay bây giờ em cho các bác nghe đây. Các bác nhìn này, từ cái màng của nó làm rất chắc chắn các bác nhá, màng gai đẹp này, rốn đều đổ epoxy, epoxy rất là đẹp, rất là bóng. Đấy, rất là chất các bác nhá. Làm trồng kép tất cả 7 màu đẹp hồng anh luôn các bác nhá. Vào đây các bác nghe đi ạ, bạn rất chắc, rất lực các bác nhá. Bạn rất chắc, rất lực, chuyên karaoke anh em nhá, chuyên karaoke. Con này được sở hữu một cái côn là côn 51 các bác nhá, côn 51 đó, côn 51 đấy, côn 51 các bác nhá. Nhận thì nhận ba chầu, nhận ba chầu, chạm đít 7 màu các bác nhá. Đấy, tiếng rất là chắc chắn. Đấy, ok chưa anh em? Đấy, tiếng rất là chi tiết các bác nhá. Thì đôi này thì giá liên kết của cửa hàng của em ấy đang bán là 1.250.000 một bộ, một đôi các bác nhá. Một đôi bát này này, 1.250.000 một đôi bát. Đấy, ok anh em. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì là các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em, số điện thoại 0937481666 các bác nhá. Đấy, số điện thoại đó. Đấy, còn bác nào mà mua qua kênh TikTok thì qua kênh TikTok bên em cũng có đang bán luôn các bác nhá. Bên kênh TikTok đang có chương trình chiên cho tất cả anh em sang bên kênh TikTok ấy, thì là mỗi một đôi bát này bên em đang kích cầu cho tất cả anh em sang bên đó mua khuyến mại trong vòng 1 tháng thôi ạ. Một tháng thì bên em đang có chương trình là giảm giá ngay 100.000 cho tất cả các anh em sang bên kênh nó mua hàng của em thôi nhá. Đây là chương trình kích cầu tất cả anh em nào chơi TikTok thì sang bên đó mua giá giảm giá rất tốt thôi nhá. Còn anh em nào mua trên kênh YouTube mà đang là khách hàng thân quen của bên em rồi, bên em cũng có chính sách là có giá rất tốt cho các bác luôn. Bác nào cứ có nhu cầu mua cứ gọi điện trực tiếp cho em. Đấy, số điện thoại cơ sở 1 này. Đấy, số điện thoại cơ sở 1 này. Và cơ sở 2 là chuyên tư vấn cho anh em ở phía dưới các bác nhá. Và các bác vào kênh TikTok thì các bác vào với đường link như sau. Các bác vào đường link như sau. Các bác vào phần tìm kiếm này. Các bác nhá. Phần tìm kiếm này, các bác vào phần đánh từ khóa là Thọ Audio Hải Phòng các bác nhá. Các bác sẽ thấy em này. Và các bác bấm follow cho em. Bấm follow. Đấy, mua kênh này bắt buộc phải bấm follow, nó như kiểu kết bạn đấy các bác. Sau các bác click vào cái phần follow này thì nó sẽ thay đổi, khi follow rồi nó thay đổi lại thành phần tin nhắn. Và các bác nhắn tin địa chỉ và số điện thoại cho em các bác nhá. Và bên đó đang có chương trình giảm giá tất cả anh em. Mỗi đôi bát này là 100.000 một đôi các bác nhá. Là chỉ còn 1.150.000 một đôi thôi. Còn bác nào mua kênh YouTube thì có nhu cầu thì gọi điện thoại trực tiếp cho bên em. Bên em cũng vẫn có chương trình chiên cho tất cả anh em, hai bên song hành các bác nhá. Ok. Đấy, và một chi tiết các bác cứ liên hệ bằng số điện thoại trên màn hình các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi nha.